Từ hàng nghìn năm nay, làng Trạch Xá, xã Hòa Lâm, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã nuôi dưỡng lớp lớp những người thợ may tài hoa. Bằng tình yêu nghề và đôi bàn tay khéo léo, họ đã tạo ra những chiếc áo dài truyền thống tôn lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam. Kim, chỉ, thước, kéo, phấn. Đó là tất cả những dụng cụ cần thiết để may hoàn chỉnh một chiếc áo dài. Là người con của làng Trạch Xá, gần 30 năm gắn bó với nghề may áo dài truyền thống của gia đình. Đến nay, ông Lê Văn Duẩn vẫn ngày ngày cặm cụi bên những mảnh vải nhiều màu sắc. Để may được một chiếc áo dài đẹp, đòi hỏi phải kỹ lưỡng từ việc lựa chọn kiểu dáng, màu sắc, chất liệu vải đến những họa tiết trang trí. Tuy nhiên, yếu tố làm nên thương hiệu áo dài của Trạch Xá mà không nơi nào có được là tà áo lúc nào cũng mềm mại, thướt tha. Công đoạn này đòi hỏi người thợ phải chăm chút khi đo và cắt sao cho ngang canh thẳng sợi. Quê áo dài của tôi đều là khâu bằng tay thủ công, chỉ khâu bằng tơ và trong khi đó là khâu bằng tay dọc, cho nên lên đường kim mũi chỉ nó rất là mềm mại và rất là nhỏ. Theo những bậc cao niên trong làng Trạch Xá, khoảng 30 năm về trước, bí quyết của nghề may áo dài chỉ được truyền dạy cho đàn ông, con trai trong làng. Bởi thế, một thời gian dài, làng Trạch Xá được nhiều người biết đến với cái tên làng đàn ông may áo dài. Tuy nhiên hiện nay, nghề may áo dài đã được truyền dạy lại cho cả con gái. Thì ngày xưa để mà nói quê cha chúng tôi là đa phần là các ông sợ mất nghề, cho nên là các cụ muốn giữ nghề cho con cháu về sau này, cho nên các cụ chỉ truyền cho con trai. Và khi đi các tỉnh để ngày xưa là đi các cụ đi làm thuê cho các tỉnh và cũng làm đẹp cho các nơi, thì là chủ yếu là hai cha con đi thì nó cũng có phần là dễ dàng từ cách sinh hoạt đến cách làm. Dù không còn được hoàng kim như trước đây, nhưng nghề may áo dài truyền thống vẫn được duy trì đều đặn trong làng. Lớp lớp thế hệ trẻ vẫn quyết tâm học và giữ gìn cái nghề của cha ông. Là một người thanh niên và là một thế hệ trẻ trong nghề, thì làng tôi nó là làng nghề truyền thống. Thì xưa các cụ làm thì bây giờ cha truyền con nối. Thế nên tôi khi từ bé rồi tôi là rất là thích làm nghề này để được truyền lại những cái mà tinh túy nhất. Thế nên tôi quyết định theo nghề. Thời gian tới thì tôi sẽ cố gắng phát huy và sẽ rèn luyện kỹ năng của mình để truyền đạt cho anh em để ra những áo dài bộ sản phẩm của mình gọi là tốt nhất. Áo dài truyền thống chỉ có một kiểu duy nhất, tuy ít được ưa chuộng nhưng giá trị văn hóa tồn tại mãi với thời gian. Đây là mạch nguồn để người dân làng Trạch Xá gắn bó với nghề của mình dù còn gặp nhiều khó khăn. Bao năm qua, những người thợ may làng Trạch Xá đã và đang dùng tình yêu, sự nhiệt huyết, thổi hồn vào mỗi sản phẩm để khi nhắc tới áo dài, người ta sẽ nhớ ngay tới địa danh Trạch Xá.